Xin chào các bạn ơi, chúng ta bắt đầu vòng xoay khủng long thôi nào. Let's go, bây giờ là ô đầu tiên đấy các bạn, một ô màu xanh nước biển đi nha. Rất rất là đẹp luôn. Rồi, con khủng long gì trong đây đây ta? Nhìn nó có một cái cổ dài rất là đẹp luôn đó. Ok các bạn ơi, và chúng ta hãy cùng nhau xem thế nào. Các bạn có đoán thử xem đây là khủng long gì không? và sẽ xuất hiện ngay đây. Một con khủng long rất to và nó chính là chú khủng long Elasmosaurus đây nè. Wow, có những cái vây bơi rất là to ha. Bốn cái vây bơi to như thế đó. Và một cái cổ rất là dài của nó. Con này có những cái răng nhỏ nhỏ và cái miệng nhỏ nhỏ, nó sẽ đi bắt cá đấy các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Khủng long Elasmosaurus của chúng ta đây. Wow. Rồi, bây giờ hãy bơi đi nào. Chúc khủng long Elasmosaurus hãy bơi thật tung tăng nha. Ok. Rồi, và bây giờ đây, cánh cửa dưới nước của chúng ta mở ra đây rồi. Ôi, và đang bơi tung tăng thì đó chính là những chú khủng long Elasmosaurus thì phải. Rồi, bây giờ tiếp tục nào. Và bây giờ sẽ là một cái ô màu vàng đây nè các bạn, ô vàng tuyệt đẹp đi nha. Rồi, con khủng long gì mà có cái đầu to to, cái miệng nó cũng to to ha. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau xem nha. Rồi đây, thì ra cái đầu to to đó là cái màu của nó các bạn ơi. Và đó chính là cái màu của con khủng long Deinonychus đây nè. Wow, màu xanh nữa cơ chứ. Đó, rất là tuyệt vời các bạn ơi. và đôi mắt màu vàng cùng với những cái răng rất là sắc nhọn luôn. Đây, chú khủng long Deinonychus này bây giờ sẽ chạy tung tăng đi đây. Yeah! Và rồi khi cánh cửa của con viên khủng long của chúng ta được mở ra thì đó một bầy Deinonychus tung tăng chạy ra kìa các bạn ơi. Rồi rất tuyệt vời đúng không nào? Ok, rồi bây giờ tiếp tục thôi, chúng ta sẽ quay vòng và bây giờ sẽ là một cái ô màu đỏ ở phía bên dưới này đây. Đó, ngọn lửa phép thuật của chúng ta đã cháy lên rồi. Và hãy cùng nhau xem thôi nào các bạn ơi. Rồi, và đây, con khủng long bên trong ô màu đỏ này của chúng ta đó chính là... Wow, là khủng long Canotaurus siêu đẹp, một con khủng long rất là tuyệt vời với hai cái sừng rất dài kìa các bạn. Đấy, rất ít khủng long có sừng nha. Wow, rất là tuyệt vời luôn đó, cái miệng rất to kìa các bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục xem nha, mình sẽ để cho cái con khủng long Canotaurus này nó sẽ chạy đi. Và chúng ta sẽ được thấy những con Canotaurus thực thụ là như thế nào. Rồi, nó chạy một vòng xong cái nó lại quanh đầu lại các bạn ơi. Ok, và nó muốn nằm nghỉ một chút rồi. Thôi, nó sẽ lại đứng lại. Ok, và nó qua bên đây nằm. Đấy, con Canotaurus này đúng là quá tung tăng đi. Và bây giờ cánh cửa mở ra đây rồi các bạn ơi. Vậy Canotaurus đúng kìa. Ok nha, và bây giờ tiếp tục đây. Và là cái ô màu hồng suýt chút là qua ô xanh rồi.
Đây đây đây, và mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Rồi 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 rồi, bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn xem đây. Ô kìa, thì ra trong đây nó là một cái con khủng long có cái móng vuốt rất là dài, đó chính là con Therizinosaurus kìa kìa các bạn ơi. Wow, có cái lưng đỏ đẹp chưa, và những cái móng thì gọi là siêu dài luôn đó nha. Ồ, cái đùi rất dài nữa. Wow. Nó có một cái miệng khá là nhọn nữa các bạn, như là cái mỏ vậy đấy. Ha ha. Ok, ôi trời, chắc Canotaurus rồi, đánh với nhau với Therizinosaurus kìa các bạn ơi, hãy xem kia kìa. Wow, ghê chưa? Hai con cắn nhau. Chà chà, một cái cú cắn vào cổ của con khủng long Therizinosaurus. À không, đấy, rồi, con Canotaurus nó nằm luôn. Quá là ghê, bây giờ con Therizinosaurus nó lôi cái con Canotaurus đi luôn kìa các bạn. Đấy, ghê chưa? Nó cắn cái chân kìa. Ok. Và Therizinosaurus một lần nữa quay lại khẳng định ta chính là vua đây. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem khủng long Therizinosaurus xuất hiện sẽ như thế nào đây. Wow, gầm gừ, rất là ghê kìa các bạn. Rồi, và còn lại hai màu nữa đây, chúng ta cùng nhau xem nha. Ta-da, dừng lại đây rồi các bạn ơi, cái ô màu xanh nước biển này. Vậy chúng ta hãy cùng nhau coi nha. Rồi, một cú chọt rất mạnh của mình. Coi là con gì mà sao mà nó to thế các bạn ơi. Nhìn cái phần người, cái phần thân của nó khá là to. Ok, và bây giờ nó sẽ xuất hiện ra cho các bạn xem đây. Ta-da, chính là nó kìa các bạn ơi. Một cái con khủng long đi mê chỗ đó nè. Wow. Đấy, con Dimetrodon này có cái vây lưng màu cam rất là to kìa. Wow, rất là tuyệt vời đúng không nào các bạn ơi. Đấy, có cái nút ấn. Ui chà, ấn cái vây của nó được này các bạn. Và cái bụng nó đổi màu luôn cái kìa, rất là hay. Wow, đấy, cái bụng vẫn đổi màu này các bạn. Đó, đổi thành cái màu xanh. Rồi sau ấn phát, nó đổi thành cái màu đỏ. Ồ, ghê ha. Wow. Rồi, bây giờ con khủng long Dimetrodon chạy đi đây. Ok nha, và mở cửa ra rồi. Một bầy khủng long Dimetrodon. Wow, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Rồi, và cuối cùng đây, chúng ta có một cái con khủng long ở cái ô xanh lá cây này là ô cuối cùng. Rồi, và cùng xem nha các bạn ơi. Ta-da, xuất hiện đây. Ui chà, trong đây là một cái chú khủng long T-Rex màu đỏ. Wow, con T-Rex đỏ đẹp quá các bạn ơi, một con T-Rex đỏ mà mắt đỏ luôn kìa, ghê chưa. Cái người nó màu đỏ trông rất là hung dữ nha các bạn, nhìn giống như nó rất là kiểu sẵn sàng chiến đấu vậy đó. Quá là ghê luôn. Cái miệng thì quá to luôn rồi, khỏi phải nói luôn rồi. Rồi, ok, và khủng long T-Rex của chúng ta bây giờ nó sẽ bước đi từng bước một, bước đi từng bước một. Ok, và bây giờ đây, cánh cửa công viên khủng long mở ra rồi các bạn ơi, và đang bước ra đây. Ui, động đất nè. Đó là bước chân của con khủng long khổng lồ, hai con T-Rex siêu to. Rồi, bây giờ, ui, một vòng xoáy không gian đã đưa chúng ta vào một nơi khác. Nơi đây đang có một con khủng long Sticky Moloch, nó đang rất là hung tợn.
Wow. Và con khủng long Stiggy Moloch này là một trong những con khủng long hôm nay sẽ chơi cùng với chúng ta đó nha. Rất là đẹp luôn, một con Stiggy Moloch với cái đầu to. Con này còn được gọi là khủng long đầu búa nữa đó các bạn ơi. Wow, đôi mắt màu đen. Ôi, cánh cửa này bỗng nhiên mở ra rất là nhanh và đang đi ra trong đây đó chính là những chú khủng long đầu búa Stiggy Moloch kia kìa. Wow, rất là ghê các bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ coi nào cái nào khủng long tiếp theo đây. Ui, các bạn có nhìn ra khủng nào đây, chính là một con khủng long Spinosaurus đầu đỏ. Wow, cái miệng của nó rất dài và cái lưỡi siêu dài luôn kia kìa các bạn ơi. Quá là tuyệt vời luôn ha. Rồi, nó chạy lon ton đi rồi. Ok, và bây giờ tiếp theo nào. Và bây giờ sẽ là một con cá mập mập đang bơi ra đây nè các bạn nè. Wow. Đấy, con cá mập to chưa kìa các bạn ơi, rất là đẹp luôn mà nó bơi đi mất tiêu. Rồi tiếp theo nha, chúng ta sẽ có ui, đây là con khủng long T-Rex đẹp ơi là đẹp luôn đấy nè các bạn nè. Đó, đẹp quá các bạn ơi, một con T-Rex màu xanh lá cây với một cái bộ da xanh xôi. Một cái người màu xanh lá cây, bộ da rất là đẹp. Và bây giờ đang bay ra rồi, đó chính là một con khủng long bay với cái đầu đuôi cá này các bạn nghe. Đó là đẹp luôn đúng không nào, chú khủng long bay với cái đầu đuôi cá rất to và đôi cánh thì là siêu to luôn đây nè các bạn nghe. Đôi mắt màu vàng rất đẹp. Và bây giờ những con khủng long bay đang xa xuống cái hồ nước này để bắt cá đây. Wow, đấy, một con đói rồi, đang là săn những con cá ở dưới nước. Ok, và bây giờ nha, chúng ta đang có đó chính là một cái con khủng long Triceratops với cái sừng rất dài các bạn, hai cái sừng phía trên đầu quá dài luôn. Có đôi mắt màu đỏ đấy nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi bây giờ một con khủng long gì mà quá là trời gai luôn đây nè các bạn nè. Và đó chính là cái con khủng long Ankylosaurus. Cái đuôi rất dài cong lên mà cái phần dưới là như một cái chùy ha các bạn đấy. Rồi và tiếp theo nha, chúng ta sẽ coi thì đó là cái con khủng long gì đây. Wow, và đó chính là chú khủng long Giganotosaurus này các bạn nè. Đó, đẹp chưa. Cái miệng của nó rất là to. Rồi, cái người thì toàn là gai thôi. Ok các bạn ơi, con khủng long Giganotosaurus này có vẻ như nó đã bị đói ăn từ lâu lắm rồi nữa các bạn. Đấy, trông rất là đáng sợ. Wow, những cái răng quá là trời nhọn luôn kìa. Ok, và tiếp theo nào các bạn ơi, chúng ta sẽ thấy ôi chà chà, một cái con khủng long Chunkinosaurus đấy nè. Con Chunkinosaurus màu nâu cam của chúng ta với rất nhiều gai dài trên lưng đây nè. Wow. Đôi mắt màu xanh lá cây của con khủng long này rất là đẹp luôn. Và bây giờ kia một bầy khủng long chúng kiến ngon sâu đó đang bước ra. Ta-da. Trời, cái con đầu đàn màu đỏ rất đẹp.
Rồi, ok, và tiếp theo thì đây chính là một con khủng long Cacharodontosaurus với cái bộ da bóng vảy màu sắc tuyệt đẹp luôn nha các bạn kìa. Đó, có cái màu cam cam, xanh xanh lá cây, rất là hay luôn đó các bạn ơi. Wow, rất là nhiều gai mọc từ đầu xuống tới đuôi luôn kìa. Ok, ok, và chúng ta đang có một con khủng long rất là thông minh. Thì nó chính là con khủng long Velociraptor. Ui, đây là con Velociraptor rất là đẹp, màu xám. Và kìa kìa, hai cái đường màu xanh bên mắt nha các bạn. Wow, và chạy lón ton ra, đó chính là cái con khủng long Megalosaurus nè. Đấy, con này màu vàng và có những cái sọc đen rất đẹp, có đúng không nè các bạn? Đôi mắt màu xanh lá cây và những chiếc răng rất sắc nhọn của nó kìa. Ok nha, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái con khủng long Mamenchisaurus màu xanh nước biển đây các bạn ơi. Haha, rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Wow, đây cái cổ nó rất là dài luôn các bạn kìa. Wow, đấy, ui cha, cổ xíu dài luôn, con ma mình chỉ sợ rất của chúng ta đây, wow. Rồi, nó đang bước ra rất là chậm rãi. Ok, và bây giờ đây, thì chúng ta sẽ có một con tiếp theo xuất hiện. Wow, nhìn những cái gai này các bạn có nhận ra không đây nào? Thì nó chính là cái con khủng long trung kỳ Mosasaurus màu lưng vàng, cái người màu xanh. Wow, 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 rất là đẹp luôn, có bốn cái chân bước đi đó các bạn. Rồi, trung kinh Osiris này lướt qua đây và tiếp theo. Đó, chính là một con khủng long Canotaurus nè các bạn nè. Wow. Canotaurus này có đôi mắt màu xanh, lá cây như nó phát sáng rồi các bạn, rất là đẹp luôn thì có đúng không nào? Đấy. Rồi thì cái màu da lưng màu nâu nha, mà nhìn như là những cái tấm lá chắn trên lưng vậy. Ok, và nó chạy đi rồi kìa các bạn kìa, ta ra. Ui, đang từ từ lệnh mò bước ra. Thì xem này các bạn ơi, đó không ai khác là một con khủng long Indominus Rex con với cái đầu to. Haha. Rất là đẹp luôn. Cái miệng của nó há to chứa kia, cái đầu rất to và đáng yêu thịt đó. Ồ, đây đây đây. Trời, hãy ngậm miệng lại. Úi cha, nó cứ há miệng ngoài luôn các bạn ơi. Rồi, ok, tiếp theo là khủng long nào tới nữa đây nào. Thì là con khủng long xanh màu rất quen thuộc này, chính là con Spinosaurus. Wow, cái miệng to đang há rất to luôn. Và kìa, những cái răng rất sắc nhọn. Đấy. Quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nha. Ok, chuẩn bị bất ngờ đi nào, đang bước ra đây các bạn nè. Nó chính là cái con khủng long Giganotosaurus kia các bạn kìa. Wow. Rồi,
này. Và tiếp theo thì khủng long này chính là một con khủng long màu sắc rất đẹp, nó không ai khác chính là Hera sau đến các bạn ơi. Wow. Đấy, cái miệng của nó ở phần dưới là màu vàng, cái hoa văn chấm 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 vàng ơi là vàng luôn. Ôi, và bây giờ các bạn ơi đang bước ra đây rồi. Ô, đó chính là một cái bầy khủng long Hera sau đất kia kìa. Wow, quá là tuyệt vời. Và đang từ từ bơi ra thì đó các bạn ơi, có con khủng long Elasmo sầu rớt nữa nè. Đấy, đôi mắt màu đỏ kìa đang nhìn chúng ta. Wow, quá là tuyệt vời các bạn ơi, cổ dài chưa kìa. Đó rồi, nó bơi đi rồi. Sao ra tiếp theo thì có một con khủng long rất đặc biệt đây. Ôi các bạn nhìn cái bộ sừng này chỉ có đoán ra không? Cha, nó chính là cái con khủng long Amagasaurus. Con Amagasaurus này thì quá trời sừng luôn này các bạn này. Đấy, sừng rất là dài ha, như là cái bộ tóc của nó luôn vậy. Quá là ghê luôn. Cái đuôi thì dài và cong vút lên, rất tuyệt vời. Rồi, và bây giờ nha, thì chúng mình sẽ gặp một con khủng long. À, ôi trời ơi, quá trời khủng long chứ không phải là một con. Vậy thì tiếp theo đây là mình lấy một con để đi lục phổ sầu rớt này ra. Nó đang phòng hai cái mạng của nó ra từ đây kìa. Và bây giờ là một con khủng long với những cái vầy lưng lấp lánh thật là quá đẹp này các bạn. Đó chính là cái con khủng long này, Stegosaurus đây. Wow, cái bộ da của nó quá đẹp luôn nha. À, ta. Ui, khủng long tiên hết này các bạn em. Đây là một con tiên hết rất già rồi. Nó là con tiên hết màu nâu đậu đàn, rất đẹp luôn đó các bạn nè. Nó rất nhiều những cái gai gai trên người nó luôn. Wow. Đó, chúng ta các bạn đã biết khủng long T-Rex của ta, mình rất là mê khủng long T-Rex luôn. Rồi ok, tiếp theo thì một cái con khủng long cái đầu rất là ngon đỉnh. Đó chính là cái con Nigersaurus này nè các bạn. Một con Nigersaurus xanh lá cây đó nha. Bốn cái chân dài, một cổ cũng rất dài luôn. Nhưng mà cái đầu của nó thì nó cũng luôn. Đây. Wow, đang bước ra kìa, Đó chính là những con khủng long Nigersaurus với thân hình rất đẹp luôn kìa. Rồi ok nha. Tiếp theo thì đây chính là một con T-Rex xanh lá cây với khung bảo vệ đầu rất đẹp các bạn kia. Đó, một cái miệng to chưa. Wow. Hồi nãy cũng có một con xanh lá cây nữa nhưng con này màu tươi hơn các bạn. Đấy, ok. Và sau khủng long T-Rex thì là khủng long Sinoceratops màu nâu này các bạn ơi nè. Có một cái sừng chút rất là dài luôn. Một cái nọ của nó rất cứng để ăn cây cứng các bạn, cái cây cổ thụ. Wow, đẹp quá ha các bạn. Đấy. Và có lẽ là đến bây giờ thì video của chúng ta sắp phải kết thúc rồi các bạn ơi.
thôi thì hẹn gặp lại các bạn trong những buổi sau của Vòng Quay Khủng Long nha. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh của mình để đừng bỏ lỡ những vòng lòng mới thật là tuyệt vời các bạn ơi. Và những vòng xoay đầy bí ẩn sẽ chờ đón các bạn đây. Và mình với con khủng long nào kiếm này chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.